Hôm nay tiếp tục lên cho cả nhà top 3 con xe đạp cào cào. Và một điều đặc biệt, đây là ba anh chàng màu đen hết. Kẹp giữa là con Ray, con Mayata ha cả nhà. Số 1 và số 3 là hai con Rayaton Ambed. Nếu như mà trước giờ cả nhà đang tìm và sưu tầm những con xe cào cào đẹp thì hãy xem hết clip này. Tại vì ba con xe này là ba con xe nguyên zin hết cả nhà. Còn rất là đẹp và đời rất là cao. Chắc có thể là cũng sẽ rất là khó kiếm một clip, một video mà được ba con xe mà nó đều như thế này được ha cả nhà. Rồi, bây giờ không để lâu, chúng ta sẽ đi vô con số 1. Đây là con Rigaton Ambed sườn thẳng nha cả nhà, 27 inch. Một điều đặc biệt là hai ba con xe này đều là 27 inch hết. Và con số 1 này là sử dụng đùm số trong 5 số nè. Con số 3 cũng là 5 số. Chỉ có con số 2 là 3 số thôi. Rigaton Ambed 5 số DJ Cro nha cả nhà, DJ Cro. Và đời xe con này nè, mua ở tại siêu thị AON Buy vào năm 2020. Nói chung là rất là đẹp luôn, không có vấn đề gì phải bàn cãi hết đây. Lớp lít gì là zin hết, đùm trước là đùm năng lượng hết đây. Rõ nè cả nhà. Lớp thì nói chung gai thì nó cũng, mình nghĩ thì cũng chả có đi mấy đâu. Đây ha, gai gió đồ này kia là còn đầy đủ hết. Nói chung là ba xe rất là ngon. Vấn đề ở đây là mình thích chiếc xe nào. Đó. Và mình mua xe mục đích sử dụng là gì? Là vừa đi vừa sưu tầm, hay là mua một con xe để đi thôi và chất lượng. Con này thì cũng chẳng khác gì những con xe khác hết. Đó chính là sườn nhôm, đi dây âm sườn nha cả nhà. Đây, dây là đi âm sườn ở trong hết luôn. Thì đây là những con xe nội địa Nhật, hàng bãi đã qua sử dụng nha cả nhà. Thì mình tuyển chọn lại, mình lựa những con xe nào mà đẹp nhất và ưng ý nhất. Mình về chia sẻ với khách, vừa chơi vừa sưu tầm luôn. Thì con này ngoài cái cây sườn ra thì trắng bùn trước sau này, trắng bùn trước sau là inox. Sorry, trắng bùn trước sau là bằng mũ dẻo nha cả nhà, chỉ có con Mayata này thì là inox nè, đó. Đó, thì ví dụ như khách nào thích như thế nào, chơi như thế nào thì chơi thấy thôi. Inox á, thì nó sẽ có một ưu điểm, đó chính là rất là sáng ha, mà nhìn vô chiếc xe rất là sáng. Nhưng mà khi mà có va chạm xảy ra thì nó sẽ để lại cái những cái vết mà nó hơi lăn tăn đó cả nhà. Đây nè, ví dụ như nè, thấy không? Như con này nó có hơi hơi nè đó, nhưng ngược lại thì rất là sáng. Và những cái dấu vết này thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Ví dụ như khi mà chúng ta soi một con xe thật kỹ thì chúng ta mới thấy được, còn nếu không thì nó cũng rất là đẹp ha. Đây đây, còn đây là cái dè bằng mũ dẻo mình hay giới thiệu nè cả nhà, là polycarbonate ha. Cái dè này thì ưu điểm của nó là nó sẽ rất là dẻo, ví dụ như mình có đập đi chăng nữa nó cũng sẽ không bể, trừ khi nào mà mình cố tình mà mình phá thì nó mới bể thôi ha. Nhưng ngược lại thì khi mà chúng ta xài một thời gian ấy, thì nó sẽ bị chảy xước đồ này kia nè, nó nhăm nhăm thì mình sẽ thấy ha. Nhưng mà chất lượng thì cực kỳ nha cả nhà, cái dè này mình xài mấy chục năm không vấn đề gì hết đâu. Cái này không phải là tự nhiên mà mình nói vậy, thì tại vì có nhiều chiếc xe mà của mấy đứa học sinh nó đi học á, mình quan sát được, mình thấy nó chạy là kiểu như là chiếc xe là coi như là bỏ luôn rồi đó, nhưng mà cái chi tiết này nó vẫn ok, không vấn đề gì hết. Và điều đặc biệt nữa, con này nè cả nhà, đây con này là cái chìa khóa zin là còn đủ ba chìa luôn. Thường thì xe bãi nó sẽ không có được vậy đâu, tại vì khi mà chúng ta sử dụng thường thì chúng ta chỉ treo một cái chìa khóa thôi, còn hai cái chúng ta cất đúng không, khi mà bỏ bãi thì thường nó chỉ còn một chìa khóa thôi, còn con này là còn đủ ba cái chìa khóa zin luôn đó. Hai cái nhà ba chìa khóa zin, con này là 27 inch nè, mình đã giới thiệu ha. Đùm 5 số tay chân, nói chung con xe này là cũng rất là ít đi á. Rổ thì là rổ zin inox bản Nhật khách, thì cái nào cũng vậy hết, đùm trước đùm năng lượng mình có giới thiệu rồi ha cả nhà. Rổ riết đồ này kia là xe mình bán ra là cố gắng hết sức để lo tất cả rổ inox zin bản Nhật cho cả nhà luôn. Mình thấy cái rổ nó hơi tối tối vậy thôi, về mình chà rửa ra thì nó rất là đẹp nha cả nhà. Con này thì sử dụng cũng đồ inox hết, ba gai inox này, tâm đồ này kia đồ inox hết này cả nhà. Đó, đây rất là đẹp ha. Con này số 1 này là 6 triệu rưỡi nha cả nhà, 6 triệu rưỡi, xe rất là đẹp luôn. Đó, mua về là đi thôi chứ không có sửa chữa gì hết nha. Đùm trước đùm năng lượng, ví dụ như cần không xài thì cứ rút cái chốt ra hai cái nhà đó, nó có cái chốt ở trong, xài thì
cắm cái chốt vào thôi, nguyên zin hết nha cả nhà, rất là đẹp. Rồi con số 2, con số 2 là Mayata nè. Mayata cái kiểu này là cái kiểu sườn nhôm mà hàng mối đúc nè, tức nghĩa là chúng ta sẽ không thấy mối hàng. Cái kiểu sườn này độc quyền của Mayata nè, của Rayton cũng có, nhưng mà cái mối đúc của nó sẽ chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn ha. Còn cái này thì nó đúc nhưng mà nó đúc mỏng hơn, nhìn nó sẽ khéo hơn so với sườn rắc co cái kiểu của Rayton. Nói chung là nếu mà mình nhìn kỹ lắm thì mình thấy ha, ví dụ như hai cái mối ở dưới ngay chân chỗ cái ngã ba này nè, đó, rất là khéo luôn. Con Mayata thì nói chung chất lượng trước giờ thì không có gì phải bàn cãi cả. Con này thì nó cũng chạy Jaguar này cả nhà, này dĩa Mayata ha. Đó thì cái sườn này là sườn nhôm mà mối hàng vảy cá này cả nhà. Đó thì sườn thép cũng có hàng kiểu này, nhưng mà cái kiểu này thì sườn nhôm nó sẽ đẹp hơn. Đó, sườn nhôm đẹp hơn ha cả nhà. Đó, con này là 5,2 triệu. Con này thì sườn nhôm nè, cũng là sườn nhôm nè, nhưng mà hai cái dây trắng bùn trước sau là bằng inox ha, rất là sáng đẹp luôn. Đó, con này chuẩn BE. Con này thì mình thấy có cái tem 2023 ở đây nè. Đó, không biết là cái tem này là cái tem mua bán hay là cái tem như thế nào mà không biết, nhưng mà con này là tem 2023 nha cả nhà. Đó, đùm thì đùm 3 số Shimano Nexus. Đó, ngoài cái cây sườn nhôm ra thì còn lại đổi nóc tất rồi, tại vì ba gai nóc ha, về trắng bùn cũng inox luôn, câm niền inox này, cái lớp Mayata zin nó cũng còn luôn. Nói chung mấy con xe này thì thật sự ra mua được á, mình tuyển được những con xe đẹp như thế này cũng rất là may mắn ha cả nhà. Đây, lớp liếc thì như mấy cái lớp này thì xài biết bao giờ mà nó hư được cả nhà ha. Đó, đùm trước cũng là đùm năng lượng luôn, khi mà chúng ta chạy thì nó sẽ phát sáng cái đèn dynamo lên 5,2 triệu ha. Đây, xe thì mình bán, mình báo giá công khai hết, khách nào chơi đúng nhu cầu đúng tiền thì alo cho mình, không có gì phải giấu giếm cả. Đó, khỏi phải mất công tốn thời gian của đôi bên, mất công điện thoại hỏi giá tốn tiền điện thoại nữa. Chia sẻ trực tiếp trên đây luôn, mua được thì alo. Đó, thì chúng ta cũng ai cũng ở thời điểm hiện tại thì cái thời gian của chúng ta thì nó cũng không có nhiều đâu, khỏi phải mất công lăn tăn, được thì vào việc. Xe thì mình sẽ ship toàn quốc hết nha, ở đâu ship cũng được hết, về vận chuyển thì chúng ta không phải lo. Nhưng mà có một điều lưu ý với cả nhà như thế này, thì khi mà chúng ta mua xe á, thì chiếc xe này gửi nè, thì mình sẽ để y chang về luôn, mình quấn với cà tông hết, chứ mình không tháo ra ha. Cho nên là cái hàng đi thì là hàng lớn, cho nên là có thể là cái thời gian nó sẽ hơi lâu hơn so với chúng ta hay đặt đồ online. Tại vì đặt đồ online thì những cái mặt hàng đó nó có chút xíu à, cho nên là nó sẽ nhanh hơn ha. Còn những cái xe này là hàng cồng kềnh rồi, cho nên là nó hơi lâu một xíu. Rồi 5,2 triệu. Rồi tiếp theo là con số 3 này cả nhà. À, con số 3 này cái tem của nó là, để mình cho cả nhà xem ha. Đây, tem 2022 này cả nhà. 29 tháng 4 năm 2022 ha, mà không biết là cái tem này tem chuyển nhượng hay gì. Nhưng mà con xe này cũng rất là đẹp luôn, không thua con xe kia luôn nha cả nhà. Đây, đó, cũng là đùm trước là đùm năng lượng luôn, khi chúng ta chạy thì nó sẽ phát sáng cái đèn này. Rổ cũng là rổ Zininox bãi Nhật nè, logo Rayton này, đó, Rayton Anbet ha. Tem BAA nè, ba con xe này đúng là tuyệt vời luôn, vừa cùng màu với nhau nhưng mà chất lượng cũng vừa được, rất là đẹp ha. Đây, đó, tất cả xe mình đều chụp hình chi tiết hết nha cả nhà. Đây, có chụp hình chi tiết cho cả nhà hết, cho nên là cứ yên tâm, cần thì cứ inbox qua Zalo, giá cả thì mình công khai hết. Con số 1 này hồi nãy là mình kêu 6,5 triệu nè. Con số 2 này là 5,2 triệu nè. Con số 3 này cũng bằng giá luôn nè cả nhà, 6,5 triệu ha. Đẹp ngang nhau đó, vấn đề là chúng ta thích như thế nào thôi ha. À, cái đùm 5 số thì mình cũng có giải thích rất là nhiều với khách là cái đùm này á, là khi mà chúng ta chạy á, vốn lên hoặc xuống số thì chúng ta phải ngưng đạp ha. Thì đùm 5 cấp số tức nghĩa là cái mức số của nó sẽ chia nhiều ra, và cái số 5 của con xe này thì nó sẽ nặng hơn so với 3 số ha, tức nghĩa là nó đi sẽ tốc độ hơn. Còn cái đùm 3 số này nó chia ít hơn. Thì ví dụ như cái đùm 5 số này á, thì cái số 4 của nó có thể là tương tự với lại số 3 của con này. Cho nên là nếu mà chúng ta không có nhu cầu đi nặng ha, đi nặng, đi xa, đi nhanh,
thì đi loanh quanh 5-7 cây số á, thì cái đùm ba số này đáp ứng đủ nhu cầu của mình nha cả nhà. Đó, cho nên mình có nói là khi mình mua xe thì mình nghĩ tới cái nhu cầu của mình là đầu tiên đi. Còn ví dụ như khi mà tài chính của chúng ta ổn định á, chúng ta muốn mua một con xe mà để dư để sau này có đi xa hoặc này kia thì mua con 5 số này. Còn mấy thì chơi 3 số cũng được rồi ha. Những con Raton Ambass này mình vẫn có xe 3 số nha nha. Đó, ví dụ như khách cần thì cứ alo cho mình. Thì xe 3 số cũng có luôn, 5 số, 3 số gì cũng có hết. Còn đây là hai con Ambass 5 số và một con Miata 3 số, và giá cả thì mình đã báo rồi hết cả nhà. Đó. Khách nào chơi thì cứ alo trực tiếp cho Phúc. Rồi xe sẽ ship toàn quốc nha cả nhà. Phí ship thì tỉnh nào thì tính theo tỉnh đó. Ví dụ như mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì ship tầm khoảng 250, Bà Rịa Vũng Tàu thì 300, miền Trung thì tầm khoảng 300 350 ha, miền Bắc thì cao hơn. Thì những khách hàng nào mà ở tỉnh xa quá thì mình có thể là mình sẽ hỗ trợ ship, tiền ship cho cả nhà ha. Việc đó thì cứ yên tâm, vấn đề là khách thích chơi thì mình sẽ hỗ trợ thôi. Rồi, xe đạp Nhật Bản xin chào hẹn em cái clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.